đến với kênh tin tức Sao Việt. Hà Đa rất hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ có những giây phút thật sự thư giãn và thoải mái cùng với chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin nóng hổi nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Ca sĩ Ngọc Linh, lúc ấy nếu là khối u lành thì không sao, còn u ác tính thì tôi chỉ sống được thêm 6 tháng. Ngọc Linh suýt khóc kể về hai lần xuống tóc trong 10 năm và căn bệnh tưởng chỉ sống được thêm 6 tháng. Vừa qua tại chương trình Vang Bóng Một Thời, ca sĩ Ngọc Linh đã rưng rưng kể lại hai lần xuống tóc và kỷ niệm trong quá khứ của mình. Cô nói, thời tôi ra album đầu tiên tôi là người tiên phong cho kiểu album size lớn. Sau đó một tuần, bạn ca sĩ Ân Hoàng Phúc ra album Tôi Đi Tìm Tôi còn to hơn nữa. Thời đó công ty tôi bảo hát không thì chán lắm, nên ngoài CD thì tặng kèm luôn VCD có hình, lỡ rồi nên tặng hẳn 6 VCD luôn. Toàn bộ hình trong album đều là tôi chụp ở nhà tôi hết, rồi mọi người dán vào. Tôi coi lại chạnh lòng quá vì hồi đó gầy biết bao, giờ thì phát phì ra. Tôi nhìn lại tấm hình của mình năm 2016 cảm thấy xúc động vô cùng vì mái tóc lúc đó không phải tóc thật của tôi, mà là mái tóc giả. Tôi xuống tóc, cạo trọc đầu vì ba tôi khi đó bị bệnh nặng. Tôi lo quá mới vào chùa nguyện, nhưng tôi không ăn chay được nên mới nguyện cho ba tôi khỏe mạnh thì tôi sẽ xuống tóc cạo trọc đầu. Sau khi xuống tóc, ba tôi khỏe lại. 2 tháng sau, chương trình Thay Lời Muốn Nói mời tôi tham gia và tôi phải đổi tóc giả. Nhưng không ai biết điều này. Tôi rất xúc động khi nhìn lại tấm hình mình đổi tóc giả Thay Lời Muốn Nói. Nhưng đó chỉ là một lần. Trong 10 năm tôi xuống tóc 2 lần, một lần khác là vào năm 2006. Lúc đó tôi bị chảy máu mũi khi đang mang thai. Bác sĩ nói với tôi không sao cả vì đó là tình trạng bình thường ở thai phụ. Nhưng càng ngày tôi càng bị chảy máu nhiều hơn và cảm thấy khó chịu trong người. Sau khi sinh con tầm 1 tháng, tôi đi nội soi tai mũi họng thì bác sĩ nói nguy hiểm, cần đi mổ ngay vì có một khối u có rễ. Nếu là khối u lành thì không sao, còn u ác tính thì tôi chỉ sống được thêm 6 tháng. Lúc đó tôi mới sinh con xong, tôi lo lắng không biết nếu mình chết thì con mình sẽ sống thế nào. Tôi lập tức vào chùa xuống tóc cầu nguyện. Kết quả đó là khối u lành và tôi tiếp tục sống vui vẻ đến giờ. Sau biến cố đó, tôi nhận thấy cuộc sống này thật ngắn ngủi và phải sống làm sao để mỗi ngày trọn niềm vui thật ý nghĩa. Trước khi lên giường ngủ, tôi đều suy nghĩ xem ngày vừa qua mình làm được gì, có bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu nỗi buồn, và tôi kết thúc ngay trong ngày hôm đó, để lại hôm sau sống vui vẻ tiếp. MC Đại Nghĩa nghe vậy xúc động nói, đây là lần đầu tiên tôi và khán giả được nghe câu chuyện này của Ngọc Linh vì cô ấy đã rút lui khỏi showbiz từ rất lâu. Mỗi lần xuất hiện trở lại, Ngọc Linh đều tươi vui như ngày nào. Giờ thì chúng ta đã biết, mỗi lần xuất hiện trước công chúng, Ngọc Linh đều đổi tóc giả.